Trời ơi, chị Nam đi nhanh lên, có một chú cún ở đây nè. Trời ơi, cún bị thương hả? Đúng rồi, đúng rồi. Trong cái chỗ rừng rú này tội nghiệp quá. Ở đâu? Đây nè chị, hình như ở đây. Ủa, ở dưới đây nè. Hả? Ở dưới hả? Hay chưa? Con cún nào đâu? Tự nhiên nó đánh mình xuống đây vậy. Trời, xém xíu là vô lava luôn rồi đó. Nhưng mà cún đâu? Cái chỗ này sao mà nó thanh vắng, nó tối thui vậy mà cún? Sói ngu ngốc rồi ha ha. Ôi, đồ ngươi, ngươi có phải là sói không đó? Không, ta là con người, làm sao mà sói được, con người mà. Nhưng mà tôi cảm... Thì ra là con người hả? Được rồi, ta tới đây ta chỉ để xử lũ sói kia thôi. Còn nếu ngươi không phải sói thì ta đi đây, tạm biệt. Tôi định cảm ơn anh mà. Tôi định cảm ơn anh á. Tạm biệt. Được rồi, nhưng mà mình muốn tìm cái tên ma cà rồng lúc nãy để mà cảm ơn hắn ta. Tại vì hắn ta đã giúp mình thoát chết mà. Trời ơi, bây giờ đường đi về nhà mình là đường nào mình cũng không nhớ luôn các bạn ơi. Ê, ở đó có một cái nhà gì mà bự quá vậy. Ê, cái đó không phải gọi là cái nhà luôn á. Cái đó có thể gọi là một căn biệt thự luôn á. Của ai vậy ta? Có khi nào là của tên ma cà rồng đó không? Ở trong rừng mà một căn nhà to như thế này. Nãy hắn ta tới chỗ của mình thì chắc là gần ở đây vậy. Chắc đây chính là nhà của hắn ta rồi. Sao cái con người phiền phức kia tới đây làm gì? Sao không đi về đi? Đừng có đi theo tôi nữa. Tôi chỉ muốn chưa kịp nói gì nữa chưa á. Tiếng tần có ai không? Đây nó nghe. Ra đây tôi nói nghe nè, tôi có chuyện muốn. Phiền thiệt chứ, đừng có mà bấm chuông nữa, tôi cất cái chuông luôn nè. Ê, từ đã, tôi muốn cảm ơn anh một cách đàng hoàng nữa mà. Sao mà bỏ đi hoài vậy? Cảm ơn anh lúc này đã. Hay lại là cái đám sói nữa rồi. Cái tiếng này quen lắm các bạn ơi. Hình như cái tiếng này của Phi Nấp đúng không? Chết rồi, Phi Nấp là người làng của tôi. Sao vậy trời? Ý người là sao? Tôi rất là muốn cảm ơn anh một cách đàng hoàng đó. Bây giờ chắc có lẽ làng của tôi đang có chuyện nên tôi về rồi. Lần sau tôi xin lỗi, cảm ơn anh. Cái gì? Khoan, cô nói bạn bè của cô là sói đó hả? Nếu mà bạn bè cô là sói thì tôi sẽ tiêu diệt bọn họ đó nha. Trời, nói cái gì vậy? Bạn bè của tôi là sói thì sói chừng đó. Tấn công làng sinh tồn rồi các bạn ơi. Rốt cuộc là ở làng của mình đang có chuyện gì vậy ta? Tôn dân cái gì trời ơi? Thì nó biến thành chó sói à, ma sói gì? Chị Nabi, em xin lỗi chị nha. Em mong là chị không giận em nha. Tại hồi nãy em đẩy chị xuống hang sói á. Chị đó không giận em đó. Nhưng mà khoan đã, sao em lại là sói? Em hả? Em bây giờ là một con sói hùng mạnh. Trời, em thấy người yếu quá cho nên là em biến thành sói để cai trị thế giới này. Em thấy nó rất tuyệt. Trời, chị không thấy hả? Thì ra là em lợi dụng chị lúc nãy là em lấy cái xương gì to đùng ở trong cái hang sói đúng không? Đúng rồi đó, cái thứ đó giúp em trở thành sói đó. Thôi được rồi, nhưng mà bây giờ em đã có được thứ em muốn rồi. Cho nên là em sẽ không có làm hại chị đâu đúng không? Đương nhiên là có rồi, em sẽ ăn được chị. Đừng có giỡn nha mày. Tính ra cái này là nhờ chị em mới lấy được luôn á. Em đừng có tới gần chị nha. Em sẽ ăn thịt chị nè. Ok vậy. Ủa cái gì vậy? Con sói biết bay nè. Thì ra là con sói biết bay hả? Vậy thì để ta cho người bay đi du lịch một chuyến luôn nha. Con sói lông lá kìa. Cô có sao không? Cô đã trở thành sói đó rồi sao? Không, tôi vẫn chưa trở thành sói. Tôi chỉ mới về làng tôi và tôi thấy bạn tôi biến thành sói. Không phải sói sao? Vậy thì ta sẽ đưa cô tới nơi an toàn. Nhưng mà hình như căn nhà này là của cô đúng không? Ủa sao cậu biết? Dạ đúng rồi, nhà của tôi. Nhìn nó màu tím lè nè, không phải của cô thì của ai nữa. Chỗ này nó có an toàn không đó? Ta đi vô nhà cho an toàn chứ. Nhà của tôi lúc nào mà không an toàn. Nhà là nơi an toàn nhất đó. Nhưng mà khoan đã, thế còn những người bạn khác ở làng tôi thì sao? Họ cũng chắc cũng bị sói đe dọa đó. Thì ta đâu có biết chắc rằng họ có phải là sói hay không. Nên họ hãy tự bảo vệ mình đi chứ. Trời ơi, giờ sao?
tại giờ mọi người cứ ở trong nhà, tôi nghĩ chắc bây giờ không ai dám ra khỏi nhà đâu. Dắt hồi nãy cũng bị dọa sợ không ra khỏi nhà đâu nhỉ. Hello chị Na Bi. Cái gì vậy, mới vô nhắc em luôn á. Ủa chị tưởng em ở nhà rồi em không sợ hả? Em sợ chứ, em không mua nhà thì em mới qua đây nè. Trời đất, cửa gì thôi đóng cửa lại đi. Thôi sợ mà còn đi lòng vòng ngoài đường á. À thôi nếu em sợ thì thôi cứ ở nhà. Nhà này nó có an toàn không ta? Nó có cái bẫy nào không nhỉ? Phải kiểm tra thiệt là kỹ coi. Người ơi, người có phải là sói không vậy? Không, không phải là sói rồi người. Em từ từ, sao ngươi lại ở nhà chị Nabi? Mặt đỏ nè, đồ đỏ nè, ngươi chính là người ác rồi. Từ từ, khoan đã, để nghe chị nói đã. Ta chính là ma cà rồng đó. Cái gì? Hết sói rồi tên ma cà rồng nữa hả? Tao không cho ngươi phá làng của ta hả? Cha. Ủa gì vậy? Sao bạn tôi đã nằm mà bạn tôi chết là sao? Cái này thì chắc cô phải trách bạn cô yếu ớt đó chứ. Ta đã làm cái gì đâu, nó tự chết mà. Không sao, ta chẳng bận tâm tới tên con người đó đâu. Nhưng mà cái tên cam lè đó, ta nghĩ nó cần phải ăn nhiều một chút. Tại vì nó yếu quá. À được rồi, tôi sẽ nhắn với bạn tôi cho. Nhưng mà trước tiên ta phải nói với cô một điều này. Đó chính là ma cà rồng và sói sẽ không bao giờ được hòa hợp. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nói gì đâu mà. Đừng có đụng vô người tôi nha. Mày đáng sợ quá, đi vô. À thôi, được rồi, bây giờ không có gì phải sợ hết. Bây giờ em cũng biết ở làng mình rồi đó. Quy nước đang rất là nguy hiểm cho nên là anh ta đang bảo vệ chúng ta đó. Sao anh không vô nhà mà sao anh cứ đứng ngoài đây làm gì vậy? Ta đang làm một tí ảo ảnh để những tên sói kia nó không biết chúng ta đang ở trong này chứ sao. Ảo ảnh? Ảo ảnh là cái gì? Cô thử đi ra xa một tí đi, cô sẽ thấy điều khác biệt. Đi ra xa hả? Ok. Đúng vậy, nó nhìn như một căn nhà bỏ hoang vậy. Bây giờ cô tới gần thử coi. Tới gần. Ôi, cái nhà tôi nó biến về bình thường rồi nè. Đúng như vậy, như vậy chúng ta sẽ đánh lạc hướng được lũ sói. Nếu như tôi ở trong nhà thì mọi thứ nó cũng bình thường đúng không? Nó không thay đổi. Đúng như vậy, nó không khác gì. Trời. Thôi bây giờ đi thẳng vô nè. Nó quay về bình thường rồi, mới dịu thiệt đó. Trời, cảm ơn. Mình cứ ra đi lui, đi ra đi vô, đi ra vô đi thử coi. Cô sẽ thấy nó liên tục thay đổi. Ok, để tôi thử nha. Đi ra nè. Đi ra nè. Hay liền, hay liền. Ôi, không cần khen đâu. Nó chỉ là một chút xíu sức mạnh bé nhỏ của ta thôi. Được rồi, không cần khen, đi vô nhà đi. Ok, được rồi. Để tôi phải dặn bạn của tôi cái đã dắt thôi. Bây giờ nhá, sao vậy? Chúng ta phải im lặng đó. Tại vì chúng ta phải tỏ ra như là một căn nhà bỏ hoang. Để Huy không có biết mà vô làm hại chúng ta, hiểu chưa nè. Ok, mà tên này là ma cà rồng thiệt hả? Vậy biết là chơi cho tôi xem đi. Người im đi, ta có thể làm được điều đó. Nhưng mà ta sẽ không làm cho người giải trí đâu. Thôi dắt thôi, em đừng có làm phiền người ta nữa. Cái tên này nó tốt ăn Huy đó chứ. Bảo gì chúng ta là hơn rồi. Đúng rồi, chị cũng thấy vậy. Anh ta mặc dù là ma cà rồng nhưng mà là một người chúng ta có thể tin tưởng được. Nhưng mà chị có thích thằng đó không nhỉ? Hỏi chị ấy tào lao. Dẫn anh ta chị, cho nên là anh ta mới được chào đón ở đây thôi. Đó, cho nên là em chào chị hết. Tiếng gì vậy? Ủa? Cái gì đâu? Không, cái gì? Con sói, sao nó vô đây được vậy? Đúng là chiếc mũi thính của ta mà. Được rồi, bây giờ dắt đi anh ơi, sẽ biến thành sói nè. Ôi, sao em biến thành sói rồi chị Nabi? Sao em thấy nó cũng không tệ thế nào ta? Đúng rồi đó, sói tên màu cam nó trở thành sói rồi kìa. Nabi, tránh xa khỏi lũ sói này ra đi. Nghe tao mắc cái rồng kia, bây giờ tao đã mạnh mẽ hơn rồi, có yếu tố gì đâu. Dịch xem đi. Tên sói cam này. Đã bảo cứ ăn nhiều vô đi mà, yếu mà cứ ra gió. Còn tên xanh này nữa. Ai cho ngươi đụng vô bầy đàn của ta? Ta sẽ biến Nabi thành chạy thôi. Ma sói luôn nè. Ngươi không được làm vậy. Chạy lại. Đứng lại cho ta. Đứng lại. Rồi, không đi xa. Đó đó. Hình cho cô đó, tôi đã đưa cô ra khỏi chỗ cái con sói đó rồi. Được rồi, bây giờ về lại cái biệt thự ma cà rồng của ta thôi nào. Nữa đó. Không có gì đâu, chỉ cần cô biết rằng bạn bè của cô bây giờ chính là kẻ thù đó, chứ không phải là bạn nữa đâu. Được rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà nhà của một ma cà rồng á, tôi thấy đi ra đi vô cũng dễ mà, tôi vô cái một á. Không phải như vậy đâu, cũng vì tôi muốn cho cô vô nên là cô mới vô dễ dàng như vậy đó, chứ không phải ai cũng vô dễ như vậy được đâu. Vậy là có kẻ tôi là một ngoại lệ đúng không? Cũng có thể gọi như vậy đó. Từ từ cho tôi hỏi thêm một cái nữa. Tối là tôi phải ngủ ở chỗ nào đây? Con người là phải ngủ đó, không ngủ là sẽ bị khùng đó. Ma cà rồng cũng phải ngủ thôi. Chỉ có cái nó ngủ ngược giờ với cô chút xíu. Nhưng mà không sao, đi xuống đây đi, tôi sẽ giúp cô. Ôi, có tầng hầm nữa hả? Wow, nhà anh rộng giúp cô ơi. Quý một cái hành lang luôn. Sao mà chỗ ngủ của anh thôi mà nó cần phải hùng vĩ như vậy không?
cô cứ chọn một cái thoải mái, tất cả những cái quan tài này đều là của ta hết đó, không có ai giành đâu, ha ha ha. Trời đất ơi, sao mà tôi có thể ngủ trong cái quan tài được? À đây, một cái quan tài rộng nhất, chúng ta có thể ngủ trong này. Trời ơi, mình quên mất, anh ta là rất là thoải mái đó. Ủa chứ bộ con người ngủ sao, tao thấy ngủ trong quan tài rất là thoải mái mà lúc nào cũng được đứng thẳng xả xì chét, à ha ha, rất là sướng luôn. Con người của tụi tôi chỉ ngủ ở trên một cái giường bình thường thôi à chứ. Cái giường, cái giường là cái gì nghe ngộ quá vậy? À thì nếu cái giường thì nó cũng hình vuông thì nó cũng tự như cái này thì nó cũng giống nhau thôi mà. Cái này còn có nắp nữa, nó rất là riêng tư, không ai có thể nhìn chúng ta được. Trời ơi, cái kiểu này ngủ mình lỡ như hả bị ngộp thở chết luôn cậu à. Thôi tôi ngủ đó đâu. Sao cũng được, nhưng mà cô đói chưa? Tôi sẽ làm cho cô một chút đồ ăn nha. Cũng được, tôi cũng đang đói á. Được lắm, lại cho tôi đồ ăn đi. Tới rồi đây. Ha ha ha, mời cô ngồi vô bàn ăn đi, cô macaron. Macaron, tôi là con người. Ủa, chứ lộn. Phải macaron đâu. Mà có gì đâu mà. Trời ơi, cứ bình tĩnh đi. Xem đây, hãy cho. Tất nhiên rồi, đây chỉ là một bữa ăn thường lệ của macaron đó. Chúc cô ăn ngon miệng, tan đầy ngon 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 Ôi, thì ra là vậy. Vậy cô còn thích gì nữa không? Để tôi làm cho cô luôn. Thôi tôi tự có đồ ăn rồi, tôi có đem theo đồ ăn rồi. Tôi có khoai tây nướng nè. Đó, tôi sẽ tự ăn của tôi. Ok, vậy thì tùy cô. Đúng là con người thiệt là kỳ lạ. Quá trời món ngon, lại ăn món dở ẹt đó. Mấy cái món đó hả, toàn là có máu ở trỏng, không bắt tôi ăn, không biết ăn sao luôn á. Rồi anh ăn đi nha, tôi sẽ ăn cái món của tôi. Ok, để tôi ăn hết đây. Nong. Được rồi, tôi biết căn nhà như thế này có lẽ nó không giống những căn nhà mà tụi cô thường ở như con người, nhưng mà có chỗ nào cô không thích thì cứ bảo tôi nha, tôi sẽ sửa cho. Tôi thì tôi cảm thấy chỗ này rất là an toàn đó chứ. Tôi thích. Ủa, chỗ này ra má cà rồng đâu rồi? Ủa, cái gì? Lại là thằng Huy sói đó sao? Hả? À, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy Huy nó? Tên má cà rồng tôi gà lại đây, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của sói. Sói là thiên tài, bây giờ các ngươi sẽ phải trả giá vì các ngươi không trở thành người sói. Chị Nabi, chị công nhận em chưa? Người sói chính là loài hùng mạnh nhất trái đất này. Trời ơi, Huy nó bị khùng rồi. Giờ sao? Thôi được rồi, Nabi, cô chạy vào nhà đi để tôi lo chuyện ở ngoài này cho. Trời ơi, trời ơi, cái cửa này tránh ra coi. Hai cái gì vậy? Sao chị Nabi, đứng lại đi. Ôi Nabi ơi, coi chừng. Nabi coi chừng. Quá cha. Lên trên này đi, lũ sói sẽ không lên được đây đâu. Bây giờ làm sao hắn lên đây được? Thiên tài làm sao mà có thể thoát khỏi ta đây? Cái gì? Hắn đuôi dây leo lên sao? Hắn bỏ mấy cái sói của hắn để hắn leo lên đây luôn rồi. À được rồi, Nabi lùi lại đi để tôi xử lý tên này cho. Hãy cha. Con sói kìa. Con sói. Nabi coi chừng. Ôi, đó được rồi. Đi về hang sói luôn. Nabi không được. Nabi lại cho ta, nếu không ta sẽ xử tụi bay. Mấy con sói kìa. Tại rồi nè, xuống đi. Tại giới thiệu đây chính là hang sói. Tụi em có nhà ở làng sinh tốt, tụi em không ở, tụi em đi ra. Chị Nabi ở đây rồi sao? Bây đúng giờ chúng ta có thể biến chị Nabi thành người sói rồi đó. À trời ơi, nếu như Huy Đức ở đây vậy thì Macaron đâu rồi? Không lẽ không bị Huy Đức làm hại rồi hả? Nhưng mà khoan đã, bây giờ chăn chưa lên nên chưa có đẹp để biến hình. Bây giờ chúng ta để đi ra ngoài đợi cái đã, đợi chăn tròn rồi chúng ta biến chị Nabi thành người sói luôn. Ok, đợi vậy. Chạy dắt vô trọng canh chị Nabi đi. Ok. Chạy mệt thiệt chứ. Nga nè. Chị đâu có đi đâu đâu, chị vẫn ngồi đây mà dắt. Mình nghĩ là mình nên dụ dắt một tí các bạn ơi. Thường các bạn biết là những con chó sói hay là những con chó đó thì nó thích được khen lắm, thích được chủ khen được. Cái thứ để mình khen thử rồi. Dắt ơi, hôm nay nhìn em đẹp trai vậy dắt. Đẹp trai quá ha. Cảm ơn chị nha. Trời ngựa quá. Vậy thì em có muốn chị khen tiếp không hả? Khen anh đi. Nhảy cái gì vậy? Nhảy nè. Trời ơi, nhảy hay vậy trời, giữ gì ta, là từ em đứng đây em nhảy nè, em đứng ở chỗ này nè đó, cho nó xa chút xíu nhìn
Ok ok ok, nhảy đi đúng không? Ok, nhảy nè. Còn kiểu nào khác không? Còn kiểu nào khác? Có điện nhảy này nè. Đó. Nhảy lắc đi. Ok vậy trời ơi. Ờ ghê đó, ghê đó, hay đó, hay đó. Đó đang nhìn không dạ? Có chị đang nhìn em nè. Chị lúc nào em nhớ đẹp không? Khen nghe. Đẹp quá, trời đẹp luôn. Mấy cái đồ gì trời. Thôi mình cứ lấy lại để bao nhiêu đồ mình lấy lại để mình cũng không biết. Vậy đây em nhảy không chị, để em thử chị điệu khác nha. Đồ em thử điệu khác đi. Chị thấy em nhảy đẹp lắm luôn á. Này chị em một tương nè, đó. Đó. Cảm ơn nhiều. Nam Bi ơi, thấy nhảy đẹp không chị Nam Bi ơi? Đẹp, ok. Em nhảy đẹp lắm, em nhảy tuyệt vời. Thấy thì nhảy đẹp không? Khi lên đi, khi lên đi. Chân lên rồi nhưng mà chưa tròn lắm, phải đợi một xíu nữa thì mới được. Ôi, thằng Huy nó còn ở đây hả? Giờ sao đi ta? Bây giờ mình muốn đi cũng không được. Ủa, chị Nam Bi, sao chị lại ở đây? Canh kiểu gì vậy? Trời, ủa tưởng chị đang coi em nhảy mà chị đi vô. Nam Bi đừng có hòng thoát khỏi tụi em á. Đúng vậy, đừng có hòng mà thoát khỏi đây. Được rồi, nhưng không hay. Bây giờ chị muốn thương lượng hay đã. Bây giờ tụi mình ra một cái điều kiện như này đây. Bây giờ tụi em đừng có biến đổi chị thành người sói, còn chị sẽ giúp tụi em chăm sóc cái hang động với tư cách là một con người được không? Ủa vậy sao chị không biến thành sói thì sao mà chị giúp tụi em cho nó lẹ? À đúng rồi. Không, làm người giúp nó sẽ hay hơn chứ. Giống như là cái hang này là một cái hang đặc biệt, em hiểu không? Người ta nhìn vô người ta thấy hai tụi em là một con sói tốt tính. Ủa, nghe con hay vậy Huy. Đặt tỉnh lại đây, chị Nam Bi đang dụ đó. Không, chị không có dụ đâu, chị nói thiệt. Một con dơ kìa. Ê, hình như chính là bạn mắt cà đồng đó. À thôi được rồi, bây giờ nếu như tụi em mà không muốn á thì tụi em cũng không có cửa biết chị thành người sói đâu. Trời, chị biết là chị chỉ là một con người yếu đuối mà sao chị chống lại tụi em được? Chị không chống lại được tụi em nhưng mà người khác có thể chống lại đâu. Đúng như vậy đó, nhìn ta đây. Tên ma cà đồng này bị ta đánh hồi nãy chưa sợ hả? Ha, hồi nãy ngươi chỉ bỏ chạy ra ngoài ta bị lạc mất ngươi thôi, ngươi hên đó. Còn bây giờ thì tụi bay chết chắc rồi. Được rồi, cái tên sói yếu ớt này ta sẽ điều khiển ngươi. Ta điều khiển ta được. Ủa sao cơ thể ta bây giờ đi vô cái chỗ bên trong cái lava đi, nhảy vô. Ôi, một đứa đã xong rồi. Còn đứa thứ hai. Rồi bây giờ còn mày đó, em muốn ta xin lỗi. Cái gì mà xin lỗi? Ngươi phải nói là ngươi đầu hàng chứ. Rồi chị muốn làm con sói tốt bụng mà thôi. Đâu có coi đâu. Ủa, rồi bây giờ làm sao với nó đây Nam Bi? Tôi có một cái ý tưởng này hay lắm. Mày thấy cái gì đây không nè? Ôi, trời. Không được, chị sẽ không cho. Bây giờ em phải nghe là chị. Ủa, chị mới gì cho vậy? Ok, nghe là vậy không? Ok. Bây giờ á, chị sẽ đưa cho em một khúc xương này nếu như mà em ngoan, ok? Ok. Ok, được rồi, chị sẽ cho em một cái. Rồi, đó. Yeah, Dương, em sẽ trở thành một cậu bé ngoan. Cái này có ổn không vậy Nam Bi ơi? Ổn mà. Bây giờ từ đó giờ anh xem sói là kẻ thù đúng không? Nhưng bây giờ sói này đặc biệt một cái là bạn của tôi. Tôi thấy nó rất là ngoan rồi. Bây giờ tụi mình đem nó về biệt thự của anh để nó làm được người bảo vệ luôn. Làm sói bảo vệ luôn. Ok, được rồi, tôi sẽ nghe lời cô. Ok, được rồi, bây giờ được đi rồi. Thôi được rồi, đi thôi. Chị Nam Bi cho em sớm. Từ từ đi về biệt thự ba công nào.